Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4. Lịch kinh tế mỏng nhưng chắc chả yên bình. Chúng ta đã kết thúc một tuần nhiều biến động, đặc biệt là những biến động trên giá vàng, với việc nó liên tục thiết lập các mức ATH mới. Bước sang tuần mới này, lịch kinh tế có vẻ mỏng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những điểm nóng tiềm ẩn rủi ro kết hợp với căng thẳng địa chính trị tăng cao. Khả năng thị trường sẽ vẫn biến động mạnh. Mọi người cùng lưu ý. Clip được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn. Finfin, chuyên về sách đầu tư trading hay và thực chiến. Anh em ghé Finfin theo link trong phần comment nhé. CPI trở lại tâm điểm, gặp bảng Anh đô la Mỹ đối mặt với áp lực giảm giá. Sau một báo cáo CPI nóng khác ở Hoa Kỳ, dữ liệu lạm phát sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong các số liệu công bố trong tuần mới, bao gồm ở cả Vương quốc Anh. Nhưng đầu tiên trong lịch kinh tế của Anh sẽ là báo cáo việc làm tháng 2 và thứ 3. Việc làm giảm trong 3 tháng tính đến tháng 1, đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên 3,9%. Thị trường lao động ở Anh đã chậm lại đáng kể trong năm qua trong bối cảnh GDP giảm nhẹ. Nền kinh tế dường như đang phục hồi, nhưng tốc độ tăng trưởng việc làm có thể vẫn còn yếu trong một thời gian. Từ góc độ lạm phát tiền lương, thị trường lao động hạ nhiệt chỉ có thể là tin tốt. Mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng tuần, không bao gồm tiền thưởng, đã giảm dần từ mức đỉnh 8,9% so với cùng kỳ và mùa hè năm ngoái xuống còn 6,1% trong tháng 1. Một đợt giảm tốc nữa có thể xảy ra vào tháng 2. Một xu hướng được nhấn mạnh bởi một cuộc khảo sát của Ngân hàng Anh cho thấy kỳ vọng tăng trưởng tiền lương đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm. Tuy nhiên, mức tăng lương yếu hơn sẽ không phải là toàn bộ câu chuyện đối với đồng bảng vào tuần tới, vì các nhà đầu tư cũng sẽ mổ xẻ số liệu CPI mới nhất vào thứ Tư. Lạm phát ở Anh đã giảm xuống 3,4% trong tháng 2 và một mức giảm khác dự kiến trong tháng 3 xuống còn 3,1%. Còn số CPI lõi cũng được dự báo sẽ giảm trở lại. Cuối cùng, vào thứ 6, số liệu doanh số bán lẻ trong tháng 3 sẽ được theo dõi để tìm manh mối về việc chi tiêu của người tiêu dùng có tăng hay không. Cặp bảng Anh đô la Mỹ hiện đang kiểm tra mức sàn của phạm vi mà nó đã được giao dịch kể từ tháng 12 và dữ liệu đang đến có nguy cơ gây ra các đợt giảm giá nếu chúng cho thấy Ngân hàng Anh vẫn đang trên đường bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 8. Trong khi mốc thời gian của Fed đã bắt đầu dịch chuyển xa hơn sang tháng 9. Nếu triển vọng lạm phát của Vương quốc Anh tiếp tục được cải thiện, đồng bảng Anh có thể gặp khó khăn trong việc giữ trên mốc 1,25 USD và các nhà giao dịch sẽ muốn thấy nền kinh tế Anh phục hồi mạnh mẽ hơn hoặc tăng trưởng của Mỹ mất đà để bảo vệ mức quan trọng đó. Liệu CPI Nhật Bản có thể nâng đỡ đồng yên? Lạm phát ở Nhật Bản tăng mạnh trong tháng 2 sau một năm giảm. CPI cơ bản không bao gồm giá thực phẩm tươi sống mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đặt mục tiêu đạt được lạm phát 2%, đã tăng từ 2% lên 2,8%. Tuy nhiên, mặc dù CPI tổng thể có thể sẽ tăng khiêm tốn hơn, nhưng con số lạm phát lõi công bố vào thứ 6 được dự báo sẽ giảm xuống 2,6%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã đặt câu hỏi liệu áp lực lạm phát ở Nhật Bản có thể tăng tốc trở lại nhiều từ đây hay không và liệu kỳ vọng về việc tăng lãi suất tiếp tục sẽ tác động thế nào tới đồng yên Nhật.
Tuy nhiên, ngân hàng Nhật Bản dường như đang khéo léo mở đường cho đợt tăng lãi suất thứ hai vào cuối năm, và thống đốc Ueda đã ám chỉ điều đó. Cũng có báo cáo cho rằng BOJ sẽ điều chỉnh lại dự báo lạm phát tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 26 tháng 4. Các nhà hoạch định chính sách hy vọng rằng các thỏa thuận của cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân năm nay và việc chấm dứt trợ cấp năng lượng vào cuối tháng 5 sẽ giữ lạm phát trên 2% trong trung hạn. Nhưng cho đến khi điều này được phản ánh trong dữ liệu CPI, đồng yên khó có thể nhận được sự hỗ trợ. Một bức tranh hỗn hợp cho nền kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc chuẩn bị công bố ước tính GDP vào thứ ba khi lạc quan về sự phục hồi kinh tế của nước này được cải thiện. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể tăng trưởng 1,4% theo quý trong 3 tháng tính đến tháng 3, nhanh hơn so với tốc độ 1% trong quý trước. Tuy nhiên, thị trường có thể tập trung nhiều hơn vào lãi suất hàng năm, dự kiến sẽ giảm từ 5,2% xuống 4,6%. Số liệu tháng 3 về sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ cũng có thể khiến các nhà đầu tư không mấy ấn tượng vì cả hai đều được dự đoán sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái so với tháng 2. Bất kỳ sự thất vọng nào từ số liệu thống kê GDP có thể làm tăng thêm những khó khăn cho cả đồng đô la Úc và đô la New Zealand, vốn đang chịu áp lực giảm trong bối cảnh các khoản đặt cược cắt giảm lãi suất của Fed liên tục thay đổi. Đối với đồng đô la Úc, các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi số lượng việc làm trong nước vào thứ năm, trong khi đối với đồng đô la New Zealand, số liệu CPI của ngày thứ tư sẽ rất quan trọng. Ngân hàng dự trữ New Zealand duy trì lập trường rất trung lập tại cuộc họp chính sách tháng 4, báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ còn lâu. Nhưng nếu CPI tăng ít hơn mức dự kiến là 4,1% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên, các nhà đầu tư có thể trở nên tự tin hơn về đợt cắt giảm tháng 8. Các nhà giao dịch đô la Canada cần để mắt đến lạm phát. Một quốc gia khác sẽ công bố dữ liệu CPI vào tuần tới là Canada, dự kiến vào thứ ba. Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 vẫn đang được thực hiện đối với ngân hàng Canada, bất chấp sự thận trọng ngày càng tăng trên toàn cầu về lạm phát dai dẳng. Tỷ lệ CPI tổng thể Canada giảm xuống 2,8% trong tháng 2 và CPI lõi cũng giảm. Việc tiếp tục xu hướng đó vào tháng 3 có thể làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6, hiện ở mức dưới 50%, gây thêm áp lực lên đồng đô la Canada. Đồng Loonie đã giảm khoảng 3,5% so với đồng đô la Mỹ trong năm nay. Vì vậy, bất kỳ dấu hiệu nào nữa về sự khác biệt có thể xảy ra trong chính sách tiền tệ giữa Fed và BOC có thể làm tăng những tổn thất đó. Doanh số bán lẻ là mối đe dọa tăng giá đối với đồng đô la Mỹ. Đối với Mỹ, lịch kinh tế tuần mới có vẻ khá mỏng, với dữ liệu đáng chờ đợi nhất là vào thứ hai, với doanh số bán lẻ. Các báo cáo Nonfarm và CPI mới nhất đều làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào mùa hè. Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ hy vọng có một số liệu nhẹ nhàng hơn để đi ngược lại xu hướng này, và họ có thể có được điều đó. Doanh số bán lẻ được dự báo sẽ tăng 0,3% so với tháng 3, chậm lại so với mức 0,6% trước đó. Các chỉ số khác cần chú ý ở Hoa Kỳ là chỉ số sản xuất Empire State cũng vào thứ hai, giấy phép xây dựng và nhà ở bắt đầu cùng với sản xuất công nghiệp vào thứ ba. Tiếp theo là chỉ số sản xuất của Philly Fed và doanh số bán nhà hiện có vào thứ năm. Với việc thị trường vẫn quay cuồng khi kỳ vọng lãi suất của Fed liên tục bị đẩy lùi ra xa, đồng đô la Mỹ có thể sẽ được củng cố sức mạnh. Tuy nhiên, bất chấp điều này, cổ phiếu Phú Quốc có cơ hội phục hồi nếu mùa thu nhập quý 1 khởi đầu thuận lợi. Tâm điểm chú ý vào tuần tới sẽ đổ dồn vào Netflix, dự kiến công bố kết quả vào thứ năm. Trên đây là những điểm nóng đáng chú ý cho tuần mới. Mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Các bạn đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm, để ủng hộ mình cũng như đội ngũ trader Việt. Còn nếu để lần tiếng các bạn đến với kênh, thì đừng quên nhấn vào subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng fresh tuần tiếp theo.